Dạ Vũ xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Vũ xin chúc cô chú anh chị và các bạn được dồi dào sức khỏe nha. Chiều hôm nay là ngày 16 tháng 11 năm 2022. Hiện giờ khoảng 3 giờ chiều. Hôm nay Vũ rảnh, không có đi làm. Hôm nay Vũ sẽ quay cái video từ nhà Vũ đi ra chỗ bến đò ấp 1 của xã Bình Thắng nha các bạn. Mà đi ở đường lộ giữa ấp 1 và ấp 2, hồi trước là con sông, bây giờ làm lên cái lộ rồi, rất là đẹp. Giờ Vũ mời cô chú anh chị và các bạn cùng đi với Vũ nha. Giờ Vũ bắt đầu đi từ nhà của Vũ là khu phố 2, thị trấn Bình Đại, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre nha các bạn. Đường Vũ đang đi là đường Nguyễn Đình Chiểu nè. Ra đây là tới cái ngã ba là đường tỉnh 883, nay đổi lại là đường quốc lộ 57B nha các bạn. Quẹo tay phải đây là xuống xã Thừa Đức, xã Thành Phước, xã Thới Thuận nha các bạn. Còn các bạn quẹo trái đây thì đi về chợ Bình Đại, đi lên Bình Thới, đi lên mấy xã trên nha các bạn. Đây này có nhà thuốc mới Gia Khang, xin lỗi An Khang chứ. Đây là ngay đầu chợ Bình Đại, ngay ngân hàng Sacombank. Đây là ngay siêu thị Mỹ Phương. Ở đây là tiệm vàng Nam Kim Thịnh. Vũ quẹo vô đây là đầu chợ cá của Bình Đại. Lúc này thì bà con bán trái cây. Đây các bạn đi thẳng là vô chỗ chợ cá nha. Giờ Vũ rẽ tay phải. Đường này các bạn đi thẳng là đi ra ấp 1, ấp 2, ấp 3, ấp 4 của xã Bình Thắng nha các bạn. Thì đường lộ từ ấp 1 là mé bên kia, bên đây là ấp 2 của xã Bình Thắng nha các bạn. Nếu mà ấp 2 thì các bạn đi ra là đường lộ nay làm rất là đẹp rồi nha các bạn. Đó. Giờ Vũ gửi xe đây, Vũ đi bộ cho các bạn xem nha. Rồi giờ Vũ gửi xe đó, bắt đầu Vũ đi ra con lộ mới cho cô chú anh chị và các bạn xem nha. Ở đây là chỗ sửa xe. Giờ con anh Tài đây là bán điện thoại, bán sim, bán cạc nè. Đó, bên đây là chỗ Chinh bán nước mía nè. Bà con ghé mua ủng hộ nha, nước mía với rau má, nước cam. Đây là chỗ này là sáng là bán hủ tiếu rồi các bạn. Đây là hướng này là các bạn đi qua bên chợ cá nè. Còn đây là đi thẳng ra ấp 2. Ồ, chào mấy con. Chú quay YouTube con. Đây là con sông nè các bạn. Đó, giờ hàng lại thành con lộ luôn nè. Đây là ra trước ngay chỗ lộ mới, qua bên chợ mới luôn. Ở đây là hồi trước là con sông nè. Cái con sông là đi vô tuốt ở chỗ chú Tư Tiền bán lưới.
Giờ chỗ này lạ quá chừng luôn. Rồi chào con. Đây là dòm thấy bên chợ mới nha các bạn. Rồi giờ Vũ mời cô chú anh chị và các bạn cùng đi con đường mới này nha. Ở trước là trồng bông mà đẹp ha. Đây là con sông. Giờ làm cái cống ở dưới nha các bạn. Vẫn thoát nước từ trong chợ đi ra, nhưng mà làm lên là con lộ. Đây là mé bên tay phải Vũ là ấp 1 của xã Bình Thắng nè. Bên tay tay trái là ấp 2. Giờ mấy cái nhà trong đây là hai mặt tiền hết. Bên đây là sát bên đây cái lộ, lộ bên ấp 1 nè. Đây là trồng chanh dây. Yeah. Này lộ này làm rồi. Yeah. Này con chó. Đây là con sông. Hồi đó là ghe đồ chạy vô đây rất là nhiều luôn. Giờ giờ lên con lộ quá ngon luôn. Đây trồng ở giữa đó, trồng chuối, trồng đu đủ. Đường này mới làm xong mấy tháng rồi nha các bạn. Nè ở giữa có đèn đường nữa nè. Ở đây giấc chiều với giấc sáng sớm bà con đi tập thể dục cũng nhiều các bạn. Đi đường này không có xe. Đây nhìn qua mấy bên lộ bên ấp 1. Đây nhà bà con rất là đông luôn. Hai mặt tiền luôn nha các bạn. Mé trước mé sau luôn. Đây trồng bạc hà, trồng đu đủ. Đây đi giờ cũng thoáng mát, không có nóng. Rồi. Đây trồng đu đủ. Chỗ này có sông lớn, giờ làm rất là rộng luôn. Rồi, chào chú. Ở đây là hồi trước là cái cầu. Cái cầu gọi là có tên gọi là cầu ấp chiến lược. Nếu bên đây là chùa ong nha các bạn, bên ấp 1 đó. Hướng đó các bạn quẹo tay phải thì vô ngay chỗ đầu đường, ngay chỗ ngân hàng Sacombank nha các bạn. Còn các bạn chạy thẳng ra bến đò ấp 1. Còn ngay đây thì các bạn quẹo ngược thì vô chợ cá nè.
Còn đi thẳng ra thì đi ra ngoài ấp 2, ấp 3 của xã Bình Thắng, ra ngoài cảng cũng được, ra lộ mới cũng được nha các bạn. Rồi giờ Vũ đi tiếp cái con lộ này ra cho tới ngoài luôn, đi đường này được. Rồi bé giờ rửa chén hả con, giỏi dữ vậy. Rửa chén rồi mắc cỡ rồi đi vô luôn rồi. Rồi chào anh. Anh làm gì á? Mấy em chạy xe đạp. Chạy trong đây mát hả con ha? Khỏi sợ xe luôn. Hôm nay con không có học ha? Đây là lộ, đây là đường ra chạy thẳng ra ấp 2 nè các bạn. Đó. Vũ camera con. Vũ camera. Vũ camera Bình Đại. Đây là đường lộ ra ấp 2, ấp 3 của xã Bình Thắng mới làm lại. Rất là cao luôn, năm nay không còn bị ngập nữa nha các bạn. Đây là cái, tới đây là cái cống. Làm cái cống từ cái thông chợ ra tới đây. Ở đây là bắt đầu cái sông rồi nè. Hai bên có lan can rào lại các bạn. Ở đây là Vũ đi chút xíu nữa là tới chỗ quán ăn từ thiện của anh Hiếu chị Ngọc rồi các bạn. Chút xíu nữa tới. Giờ Vũ đi hai bên nhưng mà Vũ đi mé bên này. Ở đây nhìn thấy nhà thờ ấp 1. Đây hồi trước ghe vô đậu rất là nhiều, giờ ghe hết có vô đây được, mấy chiếc nhỏ nhỏ mới vô được, chiếc bự không vô được. Đây có cây đu đủ, vậy cũng có trái. Đây có mấy cây dừa trái quá chừng luôn. Nó bên nhà thờ ấp 1. Đây là trước có cái cầu. À. Nó muốn người ta thổi lại cái gì? Đây có nhà đang cất. Đây trước là cái cầu, giờ làm lên cái lộ rất là rộng luôn các bạn. Dài ra.
Có nhà này làm cái này nhìn thấy rất là cổ. Cái này như mấy cái bánh xe ngựa hồi trước nữa các bạn. Nhà này có làm 3 cái. Đi thì sợ chó. Hôm nay 20 mấy tháng 10 âm lịch. Hôm nay nước kém. Như mấy năm trước chưa làm cái lộ này thì nước bị ngập. Năm nay là nước hết bị ngập rồi. Đó có mấy cây đu đủ. Này khu này cũng có đèn đường các bạn. Lớn chiều ngoài Bình Thắng này bà con làm nghề biển rất là nhiều nha các bạn. Mình ghe cào, mình ghe đóng đáy. Này có mấy bộ bông giấy đẹp ha. Ở đây bà con trồng quế. Mà nó có cây dừa trái quá chừng. Ra tới ngoài mé sông rồi các bạn. Còn tới đây bích rồi. Bích rồi đâu có đi được. Ở đây là chỗ anh Lù làm tôm khô. Đây chỗ làm mộc. Ê rồi giật mình. Ở chị bên đó tới đó bích à chị, không ra được hả chị? Dạ được, đi được. À đi được hả chị? Nhà của chị đó hả chị? Cho em đi nhà qua ha. Dạ cảm ơn chị nha. Đây cái khoảng trống này là nhìn thấy cái nhà bên kia của bên ấp 1 à. Đây tại chị che nắng mình đi nhờ vô được à. Rồi đi qua luôn. Ồ, che lại cho mát. Rồi đó. Cho con đi qua cái chú. Rồi chú, nhà chú ở đây hả? Nhớ con không? Không. Con thường quay phim đằng chỗ quán ăn anh Hiếu đó. Rồi đó. Để quay lại làm gì chú? Dạ con quay đường này còn bốc phải không? Dạ không có.
Ồ có cái me tái quá chừng luôn hả chú? Me ngọt hay me chua chú? Cây ngọt cây chua, hai cây rồi. Hai cây luôn hả chú? Dạ. Này chú trồng lâu chưa? Đúng là 3-4 năm à. Dạ. Đi đây 1 khúc nữa gần tới mé xong rồi phải không chú? Phải luôn. Dạ rồi, cảm ơn chú nha. Giải đi. Dạ dạ. Chưa nằm đây mát quá hả chú, dưới cây me à. Dạ. Đi tiếp. Khúc này sâu. Con chó. Rồi, đây có chỗ này nuôi bồ câu nè các bạn. Chú cho con đi nhà qua nha chú. Chó của chú hả? Không phải hả? Rồi cảm ơn chú. Tôi tìm làm gì? Dạ. Rồi con quay cái bờ kè này nè chú, đường lộ này nè. Dạ. Nước quay hả? Dạ không có, con quay chơi. Rồi chú nấu nước rồi hả? Rồi chú nấu củi. Nó làm ở sau này nữa ngon quá ha chú ha. Nhà chú được thêm cái mặt tiền nữa. Dạ sao cũng có cái mặt tiền nữa. Dạ. Chú ở đây đó giờ ha chú? Ở đây nhỏ lớn. Nhỏ lớn luôn hả chú? 70 tuổi rồi đó. Dạ. Ủa chú nấu nước nhà xài gì nấu nhiều chứ hả? Ủa? Ờ. Trời nấu lần 4 bình luôn. 5 bình. 5 bình luôn hả? Mới sâu làm hết. Ủa nước trứng trong à? Dạ. Nấu mưa. Dạ. Thì mình nấu vậy đỡ tốn ga tốn điện hả chú ha? Ga chịu nổi mà điện thì nó mắc, điện dạ. Sợ điện phạt mà. Dạ. Củi lụng dụng lăng văng. Thật ra chú mùa nắng này chú lụm đây nấu về tiện. Với ở ngoài nó không có bị khói vô nhà. Xuống chòi tôm á, lấy của con nó bỏ cây dạ. Cải rồi lộn về trộm chứ bỏ uổng. Dạ. Xuống chòi tôm chứ. Dạ. Nấu 4 bình, 5 bình luôn. Bữa nào vậy? Dạ. À, con đi, con cảm ơn chú Thím nè. À, cảm ơn. À. Dạ. Chị tưởng nhà nước quay móc kinh chứ. Dạ không có. Rồi đi gần tới mé sông rồi. Dạ. Hả? Ủa chị. Ủa nhà ở tỉnh là xuống đây mặt tiền luôn hả chị? Dạ. Rồi hai mặt tiền luôn. Dạ. Em quay cái lộ này. Dạ. Rồi em đi chị. Dạ. Ở đây là có cái me tái quá chừng luôn. Đây cái nhà này là bị ngập nè. Vậy là ngay đây là nhà của dì Hai. Xuống đi mé sao này Vũ không biết nhà ai hết. Ở đây có mấy cái bóng ống mũ này là người ta bơm cát. Bơm cát để lên nền nhà. Đó. Tọt tuốt lên lộ. Chỗ này người ta làm cái vàng để người ta phơi khô đó, bên đó là bên ấp 1. Bên lộ ấp 1 mà chưa có làm. Mùa mưa này là nước bị ngập. Đây hồi trước Vũ từ dòng trôm đi qua không có đi
xe đò mà đi bằng ghe là vô đậu đậu như ngay khúc này nè, cách nay cũng 30 năm. Hồi đó nhớ ghe đậu ở đây nhiều lắm, với cái sông này là cũng lớn hơn vậy nữa, là ghe đi từ ở trên ở Dòng Trôm mình lên Bến Tre rồi qua cầu An Quá Mỹ xuống đây chạy một vòng nhé. À, ở đây giờ cũng không cho ghe vô nữa các bạn ơi, rào lại nè. Đây nè, chỗ này rào lại nè. Này chị có cho em quay được không chị? Vũ hả? Dạ. Dạ được, cái chỗ đâu có gì vậy Vũ. Dạ được ha. Rồi cảm ơn chị. Dạ. À, đây chỗ vậy làm khô hình như chị Tho phải không? Dạ. Hả? Dạ. À. Nghe. Chị nghe, chị nghe. À, đây chị hôm nay là đang làm cá ngát hả chị? Cá ngát đó, Vũ. Dạ. Em học cá ngát luôn. Bắt thì tẩm ăn. Dạ thôi. Lúc này làm nhiều không chị? Nhiều, vô nhiều. Mùa hả? Dạ. Với lúc này thì phải chướng thì cũng ít lại chịu ơi. Phải chướng lại bớt cá rồi. Còn cái này chướng nó ít hả chị? Dạ. Cái chướng nó ít cá lại rồi. Dạ. Là cái chướng cái cá ít lại, có cá. Dạ. Thổi nó cào nó được. Dạ. 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 Đây là chị phơi ở trước này hả? Dạ phơi đó mình nữa. Dạ. À. Đây chỗ chị Nga hả chị Nga? Dạ. Đây là chỗ chị Nga làm khô. Bà con ở Bình Đại có ăn khô hoặc là mua tặng cho bà con gì, ghé mua khô của chị Nga ủng hộ chị Nga. Đây là chỗ chị Nga làm khô, hiện giờ chị đang làm khô cá ngát. Khô cá ngát hiện giờ nhiêu ký chị nha? Rẻ Vũ ơi, có 100 nè. Dạ, tùy theo lúc ha. Tùy theo. Dạ. Khi mắc thì cá lên mình bán lên, cá rẻ mình bán rẻ. Dạ. Chị là tùy theo mùa. Cắt đầu, cắt mang. Bên đây đồ ít á. Dạ. Chị ít có người làm. Còn bên kia chị đang mổ. Dạ, chị xẻ. Chị xẻ. Thế này mình phơi mấy nắng khô chị nha? Một nắng một anh Vũ. Dạ. Một nắng một. Chị là dâu của dì hai hả? Dạ. Chị với chị biểu ngoài ra thấy mà. Dạ. Chị Trang là dạ. Chị với chị Trang là bạn dâu hả? Dạ. Trang thứ 6. Dạ. Tại vì mình làm khô là mình lựa đều đều nhau vậy hả chị? Này là cá bự. Dạ. Chị làm chiên cá ngát này không hả hay là nhiều cá loại? Cá đủ thứ là anh Vũ ơi. Dạ, nhưng mà lúc nào có cá nào thì làm cái đó phải không? Dạ. 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 Làm xong cái sáng đi rửa muối lại. Dạ. Rửa xong rồi mình ướp mình phơi. Dạ. Này phơi chừng mấy nắng khô chị? Một nắng anh Vũ. Dạ. Không nhận cá đẹp ha, lựa đều đều nhau. Cá bự mình mua có bự á. Dạ. Lựa. Lựa đều đều với nhau không? Cá bự. Nó có hai loại cá, loại nhỏ và bự. Dạ. Này tháng này trứng rồi cũng bớt cá. Vậy là cá này là tháng trứng nó không có hả chị? À, bớt. Tháng này nó sắp hết mùa rồi. Dạ. Tháng này sắp hết mùa cá thì trứng lên nó không có rồi. Dạ. Cái này thẩu ít có cá. Ngộ ha, mùa dạ. Trướng mà không có cá bằng mùa kia. Biết sao không trướng, ghe đâu có cào thì ấy. Sống hả nhỉ? Tại thổi sống hả nhỉ? Dạ. Ghe nó nhiều cào. Cái
Cái này ghe cào hay là đi cào. Xa? Cào gần đây hay là xa mà có cái này vậy? Cào xa đó vậy. Máy này là cũng ghe cào ngoài biển luôn á. Dạ. Biển lớn. Dạ. Biển lớn. Rồi. Chị xẻ ra một rổ à, dễ vô bình. Từ cái sáng mình mới rửa mình phơi. Dạ. Rửa mới ớt đồ vô. Giờ mình xẻ thôi. Dạ dạ. Sáng mình rửa lại, rửa muối rồi lại rửa là 4 nước nữa. Dạ. Rửa nước muối xong rửa là 4 nước nữa rồi. Rồi mới ướp, rồi phơi. Để cho ráo nước rồi đó mình phơi. Dạ. Cho vô thùng. Tên ca nhắn nhủ gì vậy kêu đi. Đây là cho em coi cái chị. Làm bữa nay là mình ướp hết rồi là ồ mình ướp muối đá mà làm xong rồi mình muối đá phải không? Đó. Rồi ngày mai mình mới ướp. Dạ, sáng rồi mình bữa nay cũng vậy luôn hả chị? Dạ. Bữa nay cũng cá luôn. Đầu mình để lên nào xẻ đem lên xẻ. Dạ. Quảng đá vậy đó. Dạ, rồi mời mình mới rửa, mình mới sáng làm. Sáng mình mới rửa, mình để cho ráo nước rồi dạ. Mình ướp, mình phơi. Làm cũng qua nhiều giai đoạn hả chị ha? Dạ, cực lắm chú ơi. Dạ. Mà cái nghề khô này cực lắm. Dạ. Chị làm khô nay được bao lâu năm rồi chị? 7 tháng 5 rồi chú. Dạ. Dạ. Ông xã chị đi cào hả? Đi cào. Dạ. Dạ. Ở đây 7 tháng 5 rồi, mình có lên lấy cá thu mình đi cho đó. Dạ. À, rồi mình thới á. Dạ. Lên lấy má gửi tảnh á. Dạ. Là nhà chị dạ. Tên đó ha. Tên đó. Bán ở nhà đây. Dạ. Bán mần ở dưới đây. Chị ở gần đây không phụ làm chị? Ở trong này nè. Trong chủ nhà chính đó đó đúng không? Dạ không. Sớm thì kêu quá, ấp 1 sớm thì kêu quá. Ấp 1 hả? Là chùa ông tới chùa ông chưa chị? Trong này. Chợ đi ra chút rồi. Mà bên ấp 1 hả ấp 2? 1. Bên ấp 1 hả? Tới cổng chào chưa? Ngay cổng chào á. Dạ. Cổng chào bước qua thôi tới. Dạ. Thì lúc nào đồ nhiều thì phải thêm người phụ nữa hả chị? Thêm người có khoảng 5, 6 người, 4 người. Dạ. Còn lúc này ít thì dạ. Có một chị này phụ. Ừ, ít thì có một chị phụ. Dạ. Nghề nào cực bằng nghề cá khô này. Nhà chị ngay gần nghĩa trang. Dạ. Dạ. Mình xô lên mình đã đóng rồi, lên rồi cá em biết khô rồi. Á. Dạ. Cho người hai đã. Dạ. Ở chỗ gì có người quay gì cũng đỡ cái gì nghe. Vũ mới quay đẳng gì kêu mới cho gạo vậy anh Vũ. Dạ. Mừng. Dạ. Trời ơi, con Vũ vậy đỡ mấy người nghèo. Vậy chứ bố. Giống như mấy người nghèo cái cho Vũ đồ. Mấy người ấy cho gạo, biết mấy người đồng nghèo ấy cho. Dạ. Chị tên nhà là bán đủ các loại khô á. Dạ, chị nghe phải không? Dạ. Dạ. Bán đủ hết rồi Vũ. Nhà đó là ở ấp mấy của xã Bình Thới chị? Ấp 3 Bình Thới. Còn đây Bình Thắng rồi nè. Dạ. Bán khô một thư nặng. Bà con có ăn khô rồi ghé chị Nga mua ủng hộ. Chị bán đủ loại á. Chị đọc cho em số điện thoại luôn đi. Bà con nào có Tết này có mua khô ăn hay hoặc là đặt cho gia đình gì ủng hộ chị. 09 89 86 1717. Đủ thứ loại khô hết. Dạ. Đủ thứ loại khô hết ghé mua ủng hộ chị. Rồi em đi chị ở làm ha. Dạ, dạ, rồi cảm ơn. Em chúc chị Tết dạ. Này mua may bán đắt nha. Dạ, cảm ơn anh. Bà con mua khô nhiều. Dạ, cảm ơn dạ. Anh. Ờ, em đi quay bờ kè đó hả Vũ? Dạ. Hôm đó nay làm lò đó xong rồi em đi vòng vòng em quay. Đi vòng 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 dạ. Bờ kè mình. Dạ, đi từ tổng ra. Dạ. Chị thứ mấy chị? Thứ năm. Dạ, chị năm. Dạ. Rồi em đi anh chị dạ, ở nào dạ, cảm ơn Vũ. Dạ rồi.
rồi ta tới tới đây là tới đầu sông rồi nè các bạn. Ở mấy bên kia người ta đặt lú quá chừng luôn, đặt lú để bắt tôm bắt cá các bạn, mấy bên kia xong á. Bên đó là bến đò ấp 1 nha các bạn. Thì từ ấp 1 qua bên đó là ấp 5 với ấp 6 của xã Bình Thắng nha các bạn. Ở đây là người ta rào lại nè, người ta không có cho ghe đi vô, chứ hồi trước là ghe chạy đi vô tuốt cái trỏng luôn các bạn. Đây có mấy chiếc ghe đậu, đó là bến đò, đò ngang đi qua ấp 5, ấp 6 của xã Bình Thắng. Giờ gió chướng nè, ở ngoài đó gió vô rất là mát nha các bạn. Mấy cái ghe này là mấy ghe đi đóng đáy nè. Rồi, tới đây là tới mé sông. Còn ngay trước mặt Vũ bên kia đám lá là cái bến đò. Bến đò mấy chục năm về trước là đi qua bên Lưới Hoàng với bến đò Tiền Giang nha các bạn. Rồi, Vũ đi tới đây cũng cùng cái bờ kè, cái đụng tới mé sông luôn rồi. Thôi giờ Vũ về. Vũ xin phép kết thúc cái video. Vũ cảm ơn cô chú, anh chị và các bạn đã xem cái video của Vũ nha. Vũ xin chào tạm biệt cô chú, anh chị và các bạn. Hẹn gặp lại cô chú, anh chị và các bạn vào cái video mới tiếp theo.